còn gì đâu em, tháng ngày qua mất rồi, còn gì đâu em, thôi đừng đến xót xa thêm. Đoạn buồn ta đi còn dài lê thế, bởi còn đam mê xuôi bước chân quên về, nên nhớ quên câu thề. Từ đó đôi ta buồn thật nhiều trong tình đi em, chẳng còn gì nữa rồi. Đời đã cho ta bao nhiêu cơn. Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình lên cho anh em một bộ vàng mini đến từ hãng Kenwood nha anh em. Bộ vàng có model là VH5, còn rất là mới, hàng về rất là đẹp nha. Màu trắng nha anh em, trắng sữa. Đó. Anh em vừa nghe một đoạn nhạc Bolero và mình kết nối qua cổng OX nha anh em. Rồi, cổng OX nhấn ở đây nha. Hàng về thì bộ này còn đẹp ken nha anh em. Đó, góc cạnh vuông vức nha. Cái lo của bên đây có thể anh em đặt nằm, thiết kế nằm xuống không cần đứng. Đó, nó muốn đứng thì mình để đứng, còn anh em có không gian để nằm xuống nữa. Nó cái thiết kế có một lo để nằm được nha anh em. Đó, nó có cái những cái cục cao su đây. Đây. Đây là phía sau của bộ vàng, lo và cục đều đẹp như nhau nha anh em. Đó. Và đồng bộ luôn nha anh em, VH5. Và cặp lo trùng series luôn nha anh em, 682. 682. Cái dòng VH5 này thì được sản xuất tại thị trường Trung Quốc nha anh em, nhưng mà là thương hiệu Nhật. Đây cái cục của nó đây. Cái phần lồi ra của cái cục đây là cái biến thế nguồn. Đó, điện áp là 100V, công suất là 35W đây. Made in China nha anh em, VH5. Phía sau có các cổng kết nối như sau. Đó, mình đang kết nối cổng AUX là nó nằm ở đây. Có một cái cổng quang, nhưng mà đây là cổng quang ao, mình giải mã, mình nghe nhạc xong mình cắm qua qua cái xuất ra bộ dàn lớn qua cổng giải mã này nha, giống như nghe đĩa hay là anh em chơi từ nhạc điện thoại kéo xuống thì nó giải mã, cái mình xuất qua cái cổng optical này nè. Đó, qua cái phần âm ly mà có cổng quang nha, nó rất là hay. Ở phía dưới là hai cổng đài FM AM nha anh em. Và bộ dàn này có hỗ trợ một cái cổng súp điện, anh em nếu nghe thiếu bass thì anh em chơi thêm súp điện vô nha. Đó, cổng súp điện nằm đây. Bên đây là chậm lo, chơi lo ghép lo được 6 đến 16 ohm, 6 đến 16 ohm nha, cộng dây nguồn. Lo thì có chậm lo đỏ đen, nhìn rất là chất lượng nha anh em. Đó, phủ một bộ đề can màu trắng sữa hơ vân gỗ nha. Đó, rất là đẹp luôn. Công suất của cặp lo là 60W một cặp nha, một thùng là 30W, 6 ohm. Còn đẹp nha. Rồi mình sẽ quay lại mặt tiền của lo và cục. Đây. Mình rất thích bộ vàng này vì thiết kế rất là đẹp. Cục và lo họ thiết kế kiểu rất là mặt nạ rất là đồng bộ, nghĩa là một mặt nạ nhôm phay xước và một cái viền nhựa mạ rơm sáng bóng nha. Nó làm sang trọng của bộ vàng lên nha, nhìn rất là sang nha. Bộ vàng này thì có chức năng như sau: chơi được đĩa MD, CD, CD dạng đĩa nút ô tô nha anh em. Và chơi cổng AUX nha. AUX thì anh em chỉnh ở đây và các chức năng chỉnh sau phần âm thanh là ở đây. Màn hình hiển thị nó một màn hình vuông rất là đẹp luôn. Nút nguồn, cái đĩa CD nằm đây, đĩa MD đây, tất cả còn đều hoạt động tốt nha. Một lát mình sẽ test chức năng MD CD và test lại chơi nhạc qua cổng AUX cho anh em xem lại. Và đặc biệt cái bộ vàng này nó có cái phần nắp đậy của cái bộ cái cục vàng nữa, ngoài căng lưới lo đây.
Đây là cái nắp đậy của, nghĩa là mình chỉnh thông số xong mình đậy lợ, nhìn rất là hay. Đó, nó như vậy nha anh em. Lưới lo nó đây. Lưới lo không rách luôn nha, còn đẹp ken nha anh em. Đó, lưới lo cái nào cũng còn nguyên hết. Đó, bộ vàng nhìn rất là sang nha. Đó, nó như vậy nha. Lưới không gãy, không bể, không rách luôn. Mình về được bộ này rất là mới nha. Rồi mình xin báo giá là mình bán bộ vàng này là triệu tư nha anh em. Anh em có nhu cầu thì xin liên hệ số điện thoại mình 0938782092. Anh em ở xa ship code thì vui lòng cọc trước cho mình. Anh em cọc thì mình mới gửi hàng nha anh em. Đó. Bộ vàng thiết kế phần lo là một cái bát 10 cm. Đó. Màng carbon nha anh em. Bát màng carbon gân cao su. Một con chép đơm lụa. Đó. Kenwood ấy, cái dòng là VH5 nè. Rồi SH3 nó hay sử dụng màng carbon. Đặc trưng của cái dòng Kenwood VH đồ đó. Và đặc biệt chơi gân, gân này gân xịn luôn. Gân cao su da lương rất là đẹp luôn. Dưới đây là một cái đường hơ bát. Một cái đường hơ chứ không phải là cái lỗ tròn nha, một cái đường rãnh nha. Mặt nạ ốp lo thì mại nhôm, cái phần nhôm phay xước. Còn cái phần kiềng lo là một cái kiềng nhựa mạ rơm, nhìn rất là sang nha. Lưới dây căng đầy đủ và có cái nắp đậy cục vàng nữa, nhìn rất là sang nha. Đó, bộ vàng chơi đầy full chức năng luôn. Chơi CD, MD. Đó. Và cổng AUX luôn nha. Giải mã quang, dùng làm giải mã nha anh em. Chứ nó không phải là quang in nha. Quang in là anh em kết nối từ TV hoặc là các cái nguồn nhạc có cổng quang nha, những bộ thiết bị có cổng quang, còn đây là nó quang out thôi nha anh em. Anh em chơi nhạc CD, chơi nhạc gì đó kết nối và cái mình xuất ra qua cái amply có cổng quang thôi nha anh em. Anh em phải hiểu điều đó. Rồi mình đo kích thước tổng thể bộ vàng là 50 nha, nửa thước nha. Chiều cao của cục là khoảng 15. Chiều cao của lo là khoảng 22 năm. Khoảng 22 năm nha anh em. Đó. Đâu, để mình đo chiều sâu của cục. Chiều sâu của cục là phải tính luôn cái phần nhô da của biến thế nữa. Đó, nó khoảng dao động khoảng 33-34 lận nha anh em. Sâu của lo là có 25 thôi. Đó. Sâu 25, cao 20, nãy là 22. Đúng rồi, 22. Chiều rộng của tổng cơ thể bộ vàng là 50 nửa thước. Đó, sâu của cục là đến 30 mấy, tính luôn cái phần nhô của biến thế là đến 34-35 nha anh em. Cao thì có 10-15 thôi, cao của cục đó. Và phần bờ lo bên đây anh em nếu có diện tích anh em có thể để nằm là đó. Nhìn rất là sang nha. Và cái phần cục này anh em có thể để đứng lên nữa để cho nó thu gọn là một bộ vàng. Đó, nó đứng lên cái chiều cao của cục nó cũng bằng chiều cao của cái lo này nè, đó. Rất độc đáo chỗ đó nếu không có diện tích. Còn nếu có diện tích thì mình để như vậy là nguyên bộ như vậy nha anh em. Rồi sau đây mình sẽ test chức năng chơi đĩa MD. MD mình đã bỏ sẵn võng rồi. Thì mình sẽ nhấn nút chơi MD nó ở đây. Đó. Đây hàng chức năng nè. Đài nè. MD nè. Giờ mình nhấn play MD. Mình đã bỏ đĩa vô rồi. Đó. Nó lay liền, nó đọc rất là nhanh nha anh em. Đó. Đây là những bản nhạc có bản quyền, mình sẽ test chừng mười mấy giây thôi, không có test nhiều được. Rồi mình sẽ lay thêm chức năng CD, cũng bỏ đĩa CD giống rồi. Rồi mình lấy đĩa MD ra. Đó, nó sẽ chạy ra. Nhấn đưa vào. Mình đưa cái mặt có cái mũi tên vậy nè, đó, đẩy vào nha anh em. Rồi mình lay CD nha, lay CD thì mình nhấn nút bên đây, lay CD. Thì nó sẽ đọc CD. Đó, CD đã đọc nha. Có nghĩa là CD với MD mắt đọc rất là nhanh nha, chuẩn luôn nha anh em. Dòng này không kén đĩa nha, mình thử đĩa mặt cái phôi trắng và phôi vải màu nó đều đọc ok nha anh em. Đó. Cái phần CD chơi rất là hay nha, tiếng rất hay. Con đường em về bán chưa, hoa tiên nghiêng nghiêng đèn chờ, tôi em vừa trong rồi mình stop. Rồi bây giờ mình lấy đĩa ra nhấn đây, nó sẽ chạy ra
Nghĩa mình cho đĩa vào cái khe này nó sẽ tự động nuốt, nó đúng cái ngàm mình đẩy vô khoảng chừng chưa đến nửa đĩa là nó tự động có cái ngàm nó nuốt cái đĩa vô nha anh em. Rất là hay, dạng như mấy cái đầu ô tô á. Rồi bây giờ mình sẽ test thêm nhạc chơi qua cổng AUX. Đó, giờ mình chuyển cổng AUX nha. Rồi mình sẽ mở kết nối từ điện thoại qua nha. Cái bộ dàn này anh em có thể chơi một con Bluetooth ngoài rời, anh em cắm qua cái cổng jack 3.5, hay giờ mình cắm vô điện thoại, mình cắm vô con Bluetooth. Rồi mình dò sóng Bluetooth, rồi nó sẽ đọc Bluetooth xong nó đưa cái tín hiệu qua cái dây này, qua dắt bông sen qua phía sau thôi nha anh em. Rất là dễ nha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ test nhạc qua cổng AUX nha anh em. Chuyện xưa chôn vùi theo bóng thời gian, vài năm qua lòng người thay đổi, bạc đèn nhắc thêm buồn. Nhiều lần chợt nghe sao thấy lòng mình nhớ kỷ niệm ngày xưa chưa phai mờ trong tim. Gục đầu từng đêm nghe cô đơn đốn tâm tư, chuyện buồn ngày xưa đó muốn cô quên lại nhớ. Ngày xưa mỗi lần rồi mình xin báo giá lại là mình bán bộ vàng này là 1,4 triệu nha anh em. Anh em có nhu cầu thì xin liên hệ số điện thoại mình 0938782092. Anh em ở xa ship code thì vui lòng cọc trước cho mình, anh em cọc thì mình mới gỡ hàng nha anh em. Rồi xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip của mình, hẹn anh em một clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.